Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ đến với chương 9 của Ok, vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào chủ đề hôm nay. Cả chương này thì chúng ta sẽ nhìn lại một lần về phần history, lịch sử, đúng không nào? Rồi, vậy thì từ này chúng ta có thể đọc theo hai cách. Thứ nhất là tiếng Anh và thứ hai là tiếng Anh Mỹ, đúng không? Khi mà tiếng Anh thì chúng ta đọc là cần có âm ơ này và chữ thử này, đúng không nào? Chúng ta sẽ là history. Và tiếng Anh Mỹ thì người ta đọc như là hầu như bỏ âm ơ của cô đi, thì người ta sẽ chỉ đọc là history. Vậy thì cả hai cách đọc này đều đúng nhá. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bước vào bài đầu tiên nhá. Đầu tiên thì cô và các bạn sẽ cùng nhìn vào phần từ mới nhá. A. Listen, point and say. Rồi, trước khi đọc thì mình sẽ nghe một lần nhá. 1. Break. 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 Của cô âm này sẽ là âm A. Và chúng ta nhớ, luôn luôn nhớ âm cuối của cô, đúng không nào? Chúng ta có âm K. Break. Ok, thứ hai nhá. 2. Meet. Meet. Nghe thấy chưa? Meet, đúng không? Chữ E này, hai chữ E này của cô sẽ là âm I. Và nhớ âm cuối là t. Meet. Thứ ba nhá. 3. Ride. Ride. Chữ I này của cô sẽ là âm I. Ride. Ride. Vẫn là cái ending sound của cô là d. Ride. Ok, thứ 4 nhá. 4. Fall. 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 Chúng ta có âm này là âm O và chúng ta có âm chữ L cuối thì các bạn nhớ là cong lưỡi lên cho cô nhá. Chúng ta sẽ có là fall. Fall. Ok, thứ 5 này. 5. Find. À, chúng ta lại gặp một cái âm giống như là từ ride và chúng ta có âm giống nhau, đúng không? Chúng ta lại có là find. Find. Ok, vậy thì câu 3 mình sẽ có là ride. Và câu 5 mình sẽ có là find. Rồi, thì đây là phần từ mới nhá. Hôm nay chúng ta học về 5 động từ cũng khá là dễ và ngắn, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ nghe bài và đọc bài cho cô nhá. B. 1. Listen and read. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần nghe và phần đọc. Thì về nhà các bạn sẽ mở CD lên này và nghe cho cô nhá. B. 2. Listen and put a tick or a cross in the box. Ở phần này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi để kiểm tra xem là các bạn có nghe thấy không, đúng không? Vậy thì cô và các bạn sẽ cùng nghe câu đầu tiên nhá. Look at the pictures. Listen. There is one example. 1. You know, I did lots of exciting things when I was young. Ah, you know, I did not lots of interesting when I was young. Well, really? Have you ever ridden a camel? Ah, really? Have you ever ridden a camel? Yes, I have. Yes, I have. Wow. Wow. Can you see the tick? Rồi, vậy thì câu đầu tiên mình sẽ có là Yes, I have. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có dấu tick. Ok, câu 2 nhá. This is an example. Yeah. Now listen and put a tick or a cross in the box. 2. What else have you done, Grandpa? Have you ever swum with sharks? No, I haven't. Not sharks. Ah, no, I haven't. Not shark. Đúng không? Thì mình sẽ có là No, I haven't. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo. Bài này thì chúng mình có 2 câu còn lại. Thì các bạn về nhà sẽ tự đọc cho cô nhá. Để nghe nhá. Ok, nào chuyển qua phần tiếp theo nhá. C. Listen, then practice. Phần này chúng ta sẽ có câu hỏi gì? Thì trước hết cô và các bạn sẽ cùng nghe một lần này. Have you ever fallen from a tree? Yes, I have. Hôm nay chúng ta sẽ có mẫu câu hỏi bạn đã từng ngã xuống từ cái cây bao giờ chưa? Bạn đã từng bị ngã từ cái cây bao giờ chưa? À, khi mà bạn trèo cây á, thì bạn ấy bị ngã từ cái cây xuống bao giờ chưa? Hôm nay chúng ta lại gặp một cái thì lại quen thuộc rồi, đúng không? Các bạn cũng nhìn thấy là Have you ever fallen? Đúng không nào? Chúng ta lại có hiện tại hoàn thành, đúng không? Bạn đã bao giờ? À, Have you ever fallen from a tree? From a tree. Bị ngã từ đâu đó? Have you ever fallen from a tree? Được chưa? Chúng ta sẽ có chủ ngữ của mình ở đây sẽ là you. Have you? Đã bao giờ? Ever? Have you ever fallen from a tree? Ok? Chúng ta sẽ có câu trả lời nào nếu mà là có rồi, tôi đã từng bị ngã rồi thì mình sẽ có câu trả lời là yes, I have.
Mà không thì mình sẽ có no, I haven't. Ok. Rồi, vậy thì ở đây điều mà các bạn cần phải chú ý là gì? Thứ nhất đó là động từ của cô. Ở đây chúng ta sẽ có một động từ ở dạng phân từ 2. Vậy thì động từ đấy là như thế nào? Chúng ta có thể nhìn vào cột bên dưới này. Khi mà mình có động từ ở thì hiện tại của mình là break, thì mình sẽ có động từ ở thì hiện tại hoàn thành, các thì hoàn thành. Ví dụ như là thì hiện tại hoàn thành này, quá khứ hoàn thành, đúng không? Chúng ta sẽ có động từ ở dạng phân từ 2, chúng ta sẽ có là broken, đúng không? Mình có meet, động từ ở thì hiện tại này, đúng chưa? Mình sẽ có, khi mà mình vào câu này, mình sẽ có là have you ever met? Mình sẽ có là meet và met, ok? Mình có câu 3, mình có ride. Và bên này sẽ là ridden nha, không phải là ridden nữa, đúng không nào? Mình sẽ có là ride và ridden. Câu 4 tương tự như thế thì mình có fall và fallen, ok? Have you ever fallen from a tree? Mình có find và mình chuyển sang là found, đúng không nào? Rồi, vậy thì cấu trúc câu hôm nay chúng ta chỉ cần chú ý câu về động từ này và thì của câu, đúng không? Thì hiện tại hoàn thành, đúng không nào? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ chuyển qua phần luyện tập để mình luyện tập phần này nhá. Pronunciation tip. Trước khi đến phần luyện tập thì chúng ta đến với một phần ngữ điệu nào. Let's yes, see. I have. Hôm nay người ta sẽ cho mình thông tin về ngữ điệu của câu trả lời cho câu hỏi yes hoặc là no questions. Và như thế này, khi chúng ta sẽ có hai câu này. Nếu mà chúng ta có câu đồng ý là yes I have, là chúng mình sẽ lên giọng, đúng không? Tại vì nghe là hào hứng mà, đúng không nào? Khi mà chúng ta có câu trả lời no I haven't, là mình sẽ xuống giọng, đúng không? Đây các bạn nhìn thấy cái ký hiệu người ta lên này. À, lên đây đúng không? Lên này và xuống này, đúng không nào? Thì mình sẽ có tương tự là yes I have, no I haven't. Đó. Thế thôi, đơn giản đúng không nào? Chuyển qua phần tiếp theo nhá. Listen. Ở phần tiếp theo này mình sẽ có phần luyện tập, thì chúng ta sẽ có 10 bức tranh này, tương tự bức tranh đầu tiên người ta làm mẫu cho mình. Bạn đã bao giờ gặp ca sĩ chưa? À. Have you ever met a singer? Have you ever met a singer? À, tôi chưa bao giờ gặp cả. No, I haven't. Tương tự như câu 2, chúng ta có là bạn đã bao giờ cưỡi ngựa chưa, đúng không? Have you ever ridden a horse? Have you ever ridden a horse? Đúng không nào? Mình sẽ có thể trả lời là yes hoặc là no, đúng không? Tương tự như thế thì mình có câu 7 thì sao? Bạn đã bao giờ bị ngã từ mái nhà xuống chưa? Have you ever fallen from a roof? À, no hoặc là yes, đúng không? Chúng ta lại có tiếp câu 5, chúng ta lại có từ fallen, chúng ta có là have you fallen from a tree? Ok? Have you found a bat? Đúng không nào? Chúng ta lại như thế tiếp. À, bạn đã bao giờ gặp một cầu thủ bóng đá chưa? Đúng không? Bạn đã bao giờ làm sao làm vỡ cửa sổ chưa? Đúng không? Thì tương tự như thế, chúng ta sẽ có câu hỏi ngày hôm nay của chúng mình sẽ là have you ever? Đằng theo sau của cô sẽ là một động từ ở phân từ 2, đúng không? Và chúng ta sẽ có những cái tình huống khác nhau nhá. Câu trả lời của mình cũng thế, mình sẽ tùy thuộc theo tình huống là mình sẽ trả lời là yes hoặc là no nha. Rồi, thì đấy là nội dung của phần luyện tập này. Tiếp theo đó là phần viết. Phần viết thì mình sẽ viết ở đây là more, viết thêm 3 câu nữa, đúng không? Và hỏi bạn của mình. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái bảng như là bảng khảo sát vậy, đúng không nào? Chúng ta sẽ có từng câu hỏi, ví dụ người ta làm mẫu cho mình câu đầu tiên. Have you ever ridden a horse? Đúng không nào? Bạn đã bao giờ cưỡi ngựa chưa? Thì việc của chúng mình sẽ là viết thêm 3 câu nữa bằng sau này, đúng không? Ví dụ như bạn đã bao giờ bị ngã từ cái cây xuống chưa? Đúng không? Have you fallen from a tree? Đúng không nào? Bạn đã bao giờ gặp ca sĩ vừa chưa? Bạn đã bao giờ gặp cầu thủ bóng đá vừa chưa? Rồi, vậy thì việc của chúng mình sẽ là viết thêm 3 câu nữa và viết thêm câu trả lời nhá, bằng cách chúng mình hỏi bạn của mình nha. Rồi, vậy thì bài này của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau nhá. Bye bye. Thank you.